thói quen thu hút thịnh vượng và giàu có của người thành công. Và thói quen này giúp cho Thủy thay đổi, gia tăng thu nhập của mình lên gấp đôi. Thói quen này Thủy chắc chắn rằng nếu bạn rèn luyện mỗi ngày liên tục và đều đặn, thì kết quả cuộc sống của bạn cũng thay đổi và tốt đẹp lên mỗi ngày. Đó chính là thói quen tỉnh thức trong từng phút giây. Tức là trong từng hành động của mình sẽ đều ý thức và nhận thức ra rằng cái việc này mình làm, nó có hỗ trợ cho mình thành công hay không. Ví dụ, chẳng hạn như mình lướt các trang mạng xã hội, mình xem những cái tin tức video, mình sẽ nhận ra rằng là cái việc truyền tải thông tin tích cực giúp cho mình vui vẻ hạnh phúc lên, nhưng nó có giúp cho mình gia tăng được kiến thức tư duy hay không? Nó có giúp cho mình phát triển bản thân của mình lên mỗi ngày hay không? Nó có giúp cho mình gia tăng thu nhập của mình lên hay không? Hoặc là mình nói chuyện với những cái mối quan hệ, bạn bè, đối tác, thì mình xem mình có học hỏi gì từ họ hay không? Hay là mình dành thời gian lãng phí với những cái câu chuyện vô bổ, thậm chí làm cho mình tiêu hao năng lượng. Và cứ như vậy, Thủy tỉnh thức trong từng hành động và trong từng phút giây của mình, và mình rèn luyện, thiết lập cho mình một cái thói quen mới. Thủy cũng tìm hiểu những người thành công, họ có những cái thói quen gì. Và Thủy nhận thấy rằng những người thành công, họ luôn có một cái thói quen chung này. Hãy ứng dụng trên chính cơ thể của mình bạn nha. Và hãy follow kênh của Thủy để nhận thêm nhiều phương pháp ứng dụng lật hấp dẫn vô cùng hiệu quả.